Đây. Ây da, bước không đứt luôn. Ây da. Ăn thử nha. Ngon quá vậy. Sau khi mà chưa có kinh nghiệm nướng không được nên là mình hấp mới nướng cho mọi người. Đó. Lần đầu tiên ăn nên là không biết nướng vậy là không có chín, nên là trước khi mà nướng thì mọi người phải hấp trước nha. Đó. Ủa sao mình không bẻ cái da nữa mà. Rồi bây giờ sẽ hấp trước rồi. Rồi sau khi mà hấp xong bây giờ sẽ cắt nha. Đó, quá ngon luôn nha. Đó. Đã chuẩn bị xong lò nướng rồi, bây giờ chỉ còn thiếu cái gì ta. Rồi bây giờ Ngộ Không sẽ nướng cái này nha. Rồi. Đó. Phô mai đã pha lên rồi, bây giờ Ngộ Không sẽ nướng nha. Dặn lửa nhỏ lại không quá. Dặn lửa nhỏ lại không. Nóng quá, nóng quá. Quéo lòng. Ai nói sao vậy? Ăn không, ăn không? Có ai ăn không? Ăn không? Ăn cho chợ mua. Dĩa là cái dĩa. Thơm quá. Cơm nhảy tôm đường sống nha. Rồi bây giờ sẽ lấy ra nha. Lần đầu tiên còn không nướng nên hơi khét nha. Rồi một dĩa. Ngọc là trứng rồi nè. Rồi chính rồi đó. Chỉ biến ra được thôi, còn nướng thì mới nướng lần đầu. Rồi dính luôn rồi. Cháy lòng hết trơn. À, xong một dĩa nữa nha. Thơm ngon quá đi. Rồi. Rồi, lên cái này. Đó. Đó. Con này là con gì vậy? Con tôm, đúng rồi, đây con tôm. Rồi khét rồi, đổi mâm nè. Đổi mâm nha, lấy. Hồi nãy có chuẩn bị 8 cái mâm, lấy mâm mới nha. Rồi. Rồi anh đi giữa mâm rồi có một cái. Phô mai này phô mai gì vậy? Anh có người yêu chưa? Hả? Có người yêu chưa? Hỏi người qua nó bỏ đi luôn. Rồi cuối cùng cũng đã nướng xong, nhưng mà không phải là của mình hết nên mình phải vô đây xin. Mới của mình, của người ta đúng. Vô xin. Là hôm nay là đi về quê được người nhà tiếp đãi nha. Cho con xin. Còn nhiều cho xin một dĩa. Ngon nướng. Ngon nướng đó. Rồi cũng ngon nướng. Bốn con mọi người ơi. Tính được 4 con. 2 con. Rồi. Thôi bây giờ mình sẽ ra đây ăn. Đợi mọi người nhậu đi nha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử rồi mọi người coi có ngon không nha. Đây. À. Ngon quá. Rồi. Rồi bây giờ sẽ lật lại nha. Nãy mình nhìn tưởng là tới 4 con nhưng mà thực sự có 2 con thôi. Ở nhà có 2 4 6 8 10 người mà nướng 6 con tôm. Nhưng mà mình xin hết 2 con rồi. Tôm còn sống nhảy quá trời. Đây. Rồi bây giờ sẽ ăn thử nha. À, mở ra cho cả nhà xem coi. Đây. Ây da, bước không đứt luôn. Ây da. À, ăn thử nha. Ngon quá vậy. Rồi. Thịt nó rất là dai, ngon. Khác với con tôm bình thường nha. Ba. Ngon quá. Cái đầu ăn cũng ngon luôn. Ăn sao đi. Rồi mời cả nhà cùng ăn nha. À, đó. Rồi bây giờ Ngộ Không sẽ tiếp tục ăn cái miếng có gạch nha. Bạn phim ngon không? Bạn ăn không? Lần đầu mình được ăn tôm ngon như vậy luôn á. Thiếu gì á, xin miếng muối, xin miếng cho con miếng rồi 1, 2, 3 vô nha, chúc mừng năm mới nha. 1, 2, 3 vô. Đắng quá. Thôi được rồi, tinh muối mà. Chết rồi. Lát nữa là dạ. Rồi. quá béo. Gạch rất là béo luôn. Hiện tại là Ngộ Không đang ở Phan Rang nha. Mình mua trực tiếp tại đâu vậy? À, tại bờ biển luôn nha, tại vựa hải sản luôn nha. Ngay chỗ này cũng có thịt luôn nha mọi người. Đó. Rồi. Rồi rồi. Bye bye mọi người nha. Mình sẽ kết thúc clip tại đây nha. Chạy xe ẩu á. Rồi bye bye mọi người, mình sẽ kết thúc clip tại đây nha. Mình sẽ nhường một con này lại cho bạn quay phim nha. Nãy giờ bạn nhìn bạn rất là khó chịu. Nên mình sẽ kết thúc clip ở đây. Mọi người nhớ bấm like và subscribe kênh YouTube của Ngộ Không nha. Hổ đó, chứ sợ nó cắn lắm.